trúc Phật Bà bạn nhá. Nhà mình có những cái cây trúc Phật Bà rất là đẹp ạ. Đường kính gốc của nó khoảng tầm 5 đến 6 ạ, những cái loại to ạ. Cây thì tùy từng cây ạ, cao khoảng tầm 1m2 đến 1m5. Đấy, đây là các cái loại mà thân gốc to ạ. Ngoài ra thì nhà mình còn có những cái loại mà cái thân cái gốc nó bé hơn. Đây ạ. Lô này thì là chưa lên lộc non là mới dâm. Còn đây những cái này ạ, là cái thân cái gốc nó bé hơn ạ. Cây cao khoảng tầm 1 mét, hơn 1 mét ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây trúc Phật Bà, các cái kích cỡ thân to, thân bé và cây cao, cây thấp, thì vui lòng liên hệ một trong các số điện thoại trên màn hình nhá. Cảm ơn bạn nhiều ạ.